Sinh khối 4, cô xin giới thiệu, tên cô là Lê Thị Ngọc Hân, hiện cô đang công tác tại trường tiểu học C Khánh Hòa. Hôm nay cô sẽ cùng với các con tiếp tục tìm hiểu kiến thức mới ở môn khoa học bài 3. Trước khi vào bài học mới, cô và các con sẽ kiểm tra lại kiến thức cũ ở bài học trước nhé. Cô có một câu hỏi. Các con hãy suy nghĩ và tự trả lời nhé. Câu hỏi này là: trong quá trình sống, cơ thể con người lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì? Ở câu hỏi này thì các con sẽ dừng màn hình lại, sau đó suy nghĩ. Khi có được câu trả lời rồi, các con hãy quay lại đây tiếp tục tiết học với cô nhé. Xin chào các con đã suy nghĩ xong chưa nè? Nếu đã suy nghĩ xong thì các con hãy cùng kiểm tra lại đáp án với cô nhé. Cô có sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường. Ở đây, chúng ta lấy vào khí oxy, thải ra khí carbonic, lấy vào thức ăn, thải ra phân, lấy vào nước và chúng ta thải ra nước tiểu. Sau phần kiểm tra lại kiến thức cũ, cô xin được phép chúc mừng các con nếu các con đã hiểu bài và đưa ra đáp án đúng nhé. Còn bây giờ thì cô và các con cùng tiếp tục kiến thức mới ở bài 3, trao đổi chất ở người, phần tiếp theo. Cô mời tất cả các con mở sách giáo khoa môn khoa học 4 trang 8 nhé. Chúng ta mở đầu bằng một hoạt động 1. Phần này, các con cùng trao đổi với người thân. Hãy chỉ vào từng hình 1, 2, 3, 4 và nói tên, chức năng của từng cơ quan. Cô có 4 hình, tương ứng với 4 cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Đây là hình thứ nhất, đại diện cho cơ quan thứ nhất. Đây là hình thứ hai, đại diện cho cơ quan thứ hai. Đây là hình thứ ba, đại diện cho cơ quan thứ ba. Và đây là hình thứ 4, đại diện cho cơ quan thứ 4. Các con hãy cùng trao đổi với người thân để tìm ra được đâu là tên của các cơ quan này và chức năng của các cơ quan này như thế nào, có nhiệm vụ gì đối với cơ thể của chúng ta. Sau đó các con hãy cùng nhau quay lại tiết học với cô nhé. Xin chào các con đã quay lại với cô chưa? Sau khi thảo luận xong, cô có đáp án cho riêng mình. Nếu đã có đáp án riêng cho mình rồi, thì hãy theo dõi trên màn hình để so sánh với đáp án của cô đưa ra nhé. Đầu tiên, cô có hình 1. Đây là cơ quan tiêu hóa. Cơ quan này có chức năng là biến đổi thức ăn, nước uống thành các chất dinh dưỡng, nhắm vào máu, đi nuôi cơ thể và thải ra phân nha các con. Ở cơ quan này, dấu hiệu bên ngoài của quá trình trao đổi chất thì sẽ lấy vào thức ăn, nước uống và thải ra phân. Ở đây, chúng ta thấy cơ quan này có quá trình trao đổi chất với môi trường bên ngoài nha các con. Tiếp tục, chúng ta đến với cơ quan thứ hai. Đó là cơ quan hô hấp. Cơ quan này có chức năng là hấp thụ khí oxy và thải ra khí carbonic. À, các con thấy không khí sẽ đi từ mũi của chúng ta đến khí quản, sau đó vào phổi nha. Dấu hiệu bên ngoài của quá trình trao đổi chất là lấy vào khí oxy và thải ra khí carbonic. Đây cũng là một cơ quan mà cho chúng ta thấy được quá trình trao đổi chất của cơ thể đối với môi trường bên ngoài nha các con. Tiếp tục bài học, chúng ta đến với cơ quan thứ ba là cơ quan tuần hoàn nha các con. Ở cơ quan này thì chúng ta có chức năng là vận chuyển các chất dinh dưỡng đi đến tất cả các cơ quan ở cơ thể. Các con nhìn thấy tất cả các mạch máu có được sắp xếp từ não cho đến bàn tay, bàn chân của chúng ta. Nói chung là cơ quan tuần hoàn này sẽ vận chuyển các chất dinh dưỡng và oxy
đi khắp các cơ thể của chúng ta để nuôi cơ thể. Cơ quan cuối cùng đó là cơ quan bài tiết nước tiểu. Ở cơ quan này thì chúng ta có chức năng là lọc máu, lấy ra các chất thải, chất độc hại, tạo thành nước tiểu và thải nước tiểu ra ngoài. Ở đây dấu hiệu bên ngoài của quá trình trao đổi chất thải ra nước tiểu. À như vậy, đây là cơ quan thứ ba có sự trao đổi chất với môi trường bên ngoài. Các con chú ý cho cô nha. Sau khi chúng ta đã được học kiến thức mới về các cơ quan, thì các con hãy quan sát trên bên dưới và trả lời câu hỏi này cho cô. Cơ quan nào trực tiếp thực hiện quá trình trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường? Mình có 4 cơ quan, các con hãy suy nghĩ. Tạm dừng màn hình, khi nào có câu trả lời thì hãy quay lại với cô nhé. Cô xin chào tất cả các con đã quay trở lại rồi chưa? Đây là đáp án của cô. Cô có 3 cơ quan thực hiện quá trình trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường bên ngoài. Đầu tiên, đó là cơ quan tiêu hóa. Tiếp theo, đó là cơ quan hô hấp. Và cơ quan thứ ba đó chính là cơ quan bài tiết nước tiểu. Cô xin chúc mừng những bạn có câu trả lời đúng nhé. Ở đây, chức năng của các cơ quan tham gia quá trình trao đổi chất ở người, những biểu hiện bên ngoài của quá trình trao đổi chất và các cơ quan thực hiện quá trình đó là trao đổi khí, do cơ quan hô hấp thực hiện, lấy khí oxy thải ra khí carbonic. Trao đổi thức ăn, do cơ quan tiêu hóa thực hiện, lấy nước và các thức ăn có các chất dinh dưỡng cần cho cơ thể, thải ra chất cặn bã như là phân. Vậy thì chúng ta đã hoàn thành được hoạt động 1. Sau đây cô và các con cùng nhau sang hoạt động 2 của bài học: mối quan hệ của các cơ quan tham gia quá trình trao đổi chất ở người. Phần này thì các con hãy cùng trao đổi với người thân nha các con. Ở đây cô có 4 thẻ từ. Xin lỗi các con, cô có 6 thẻ từ. Mỗi thẻ từ sẽ nằm một vị trí khác nhau trên bản đồ. Các con hãy nhìn thật rõ 6 thẻ từ này, sau đó hãy ghép vào sơ đồ dưới đây. Cô có sơ đồ mối liên hệ giữa một số cơ quan trong quá trình trao đổi chất. Thẻ từ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và đây là thẻ từ thứ sáu. Các con hãy ghép 6 thẻ từ lúc nãy vào đúng các vị trí của nó nhé. Các con hãy dừng màn hình, khi nào ghép xong rồi, các con hãy trở lại với cô. Xin chào các con đã trở lại đây chưa? Nếu đã ghép xong rồi, thì các con hãy cùng so sánh với kết quả của cô nhé. Đây là đáp án của cô. Sau khi chúng ta đã hoàn thành được sơ đồ rồi, thì các con hãy trả lời cho cô một câu hỏi. Vai trò của từng cơ quan trong quá trình trao đổi chất này như thế nào? Các con hãy tạm dừng màn hình và trả lời câu hỏi nhé. Khi nào có được câu hỏi rồi thì sẽ quay lại với cô. Cô xin chào các con. Các con đã có câu trả lời chưa? Và đây là đáp án của cô nhé. Ở đây cơ quan tuần hoàn. Ở đây cơ quan tuần hoàn sẽ nằm ở vị trí trung tâm nhé các con. Thức ăn nước uống ở cơ quan sẽ được cơ quan tiêu hóa lấy vào, mang chất dinh dưỡng đến cơ quan tuần hoàn và thải ra phân. Không khí sẽ đi qua cơ quan hô hấp, mang khí oxy đến cơ quan tuần hoàn. Cơ quan tuần hoàn này sẽ nhận chất dinh dưỡng, khí oxy để mang đến tất cả các cơ quan trong cơ thể, đồng thời cũng thải ra khí carbonic và các chất thải ra đường hô hấp và đường bài tiết bằng nước tiểu và mồ hôi ở trên thải ra thông qua cơ quan hô hấp. Sẽ thải ra màu ngoài môi trường là khí carbonic. Các con quan sát rõ cho cô nha. Vậy thì
Nhờ cơ quan tuần hoàn mà quá trình trao đổi chất ở bên trong cơ thể được thực hiện dễ dàng, có đúng không các con? Cô có một kết luận cho cơ quan tuần hoàn của chúng ta, đó là nhờ có cơ quan tuần hoàn mà máu đem tất cả các chất dinh dưỡng hấp thụ được từ cơ quan tiêu hóa và oxy hấp thụ được từ phổi tới các cơ quan của cơ thể và đem các chất thải, chất độc từ các cơ quan của cơ thể đến các cơ quan bài tiết để thải chúng ra ngoài và đem khí carbonic đến phổi để thải ra ngoài. Như vậy, chúng ta sẽ đến phần một cần lưu ý nhất trong bài học ngày hôm nay, đó là nhờ vào sự hoạt động phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan hô hấp, tiêu hóa, tuần hoàn và bài tiết mà sự trao đổi chất diễn ra bình thường, cơ thể khỏe mạnh. Nếu một trong các cơ quan trên ngừng hoạt động thì cơ thể của chúng ta sẽ chết đó các con. Sau phần một cần lưu ý này thì cô và các con sẽ cùng nhau đến phần củng cố nhé. Ở phần củng cố này thì cô cùng các con sẽ tham gia một trò chơi. Trò chơi mang tên là cá heo đội trái cây. Mỗi một bạn cá heo sẽ đội một loại quả. Trong một loại quả này các con sẽ chọn một loại quả cho riêng mình nhé. Một quả thì sẽ tương ứng với một câu hỏi. Ví dụ như cô sẽ chọn trái ổi nhé. Câu hỏi của trái ổi là: hàng ngày cơ thể lấy gì từ môi trường? À, lúc này các con hãy dừng màn hình lại, đưa ra đáp án của riêng mình. Sau khi đã có đáp án của riêng mình rồi thì các con hãy quay lại tiếp tục học với cô nhé. Xin chào các con đã quay trở lại chưa? Nếu như các con đã đưa ra được đáp án rồi thì đây là đáp án của cô. Lấy khí oxy, lấy thức ăn, các chất dinh dưỡng và lấy nước uống. Các con có trả lời đúng không nè? Quả cam. Đây là câu hỏi của quả cam. Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các cơ quan trao đổi chất của cơ thể dừng hoạt động? Đây là câu trả lời của cô. Nếu một trong các cơ quan trao đổi chất của cơ thể dừng hoạt động thì cơ thể sẽ chết. Các con có trả lời đúng không nè? Tiếp tục cô sẽ chọn ở tập áo nhé. Đây là câu hỏi của tập áo. Hằng ngày cơ thể thải ra môi trường những gì? Các con hãy dừng màn hình lại và đưa ra đáp án đi nè. Và đây là đáp án của cô nhé. Hằng ngày cơ thể thải ra môi trường khí carbonic, thải ra phân và thải ra nước tiểu, mồ hôi. Các con có trùng khớp với đáp án của cô không? Nếu có thì cho chàng pháo tay. Cô chọn quả dâu. Câu hỏi của quả dâu là: nhờ cơ quan nào mà quá trình trao đổi được thực hiện? Các con hãy dừng màn hình lại và suy nghĩ nhé. Và đây là đáp án của cô. Nhờ cơ quan tuần hoàn. Các con trả lời có đúng chưa? Nếu đúng thì cho chàng pháo tay. Đây là câu hỏi của quả khớm. Cơ quan nào trực tiếp thực hiện quá trình trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường bên ngoài? Các con đã suy nghĩ xong chưa? Đây là đáp án của cô. Nhờ ba cơ quan sau: cơ quan hô hấp, cơ quan bài tiết và cơ quan tiêu hóa. Vậy là tiết học của chúng ta đã kết thúc rồi. Bạn nào trả lời được 3-4 câu hỏi trong 5 câu hỏi của cô thì các con nên xem lại bài giảng của cô một vài lần nữa nhé. Bạn nào trả lời được cả 5 câu hỏi cô đưa ra thì cô chúc mừng và tuyên dương các con. Các con nhớ xem lại bài vừa học để hiểu bài được sâu hơn và chuẩn bị cho bài học kế tiếp nhé. Đó là bài 4, các chất dinh dưỡng có trong nước ăn, vai trò của chất bột đường. Cô chào tạm biệt các con, cô chúc các con.